ngày 27 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Ukraine cần chấm dứt ngay chiến dịch quân sự và thực hiện thỏa thuận Geneva được ký kết ngày 17 tháng 4 sau các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng vũ trang Ukraine với lực lượng đòi liên bang hóa tại miền đông nước này trong thời gian gần đây. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống đắc cử Ukraine Pyotr Poroshenko có thể thấy ở Nga một đối tác tin cậy và nghiêm túc nếu hành động vì lợi ích của toàn thể người dân Ukraine. Ông Lavrov cũng cho biết Nga đang chờ đợi ông Poroshenko thực hiện cam kết mời các chuyên gia quốc tế điều tra thảm kịch Odessa ngày 2 tháng 5 và sự kiện Mariupol ngày 9 tháng 5. Ngoài ra, ông Lavrov cũng cho biết Moscow đang chờ đợi các quan sát viên quốc tế, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Nghị viện châu Âu đảm bảo đối thoại với tất cả các lực lượng tại khu vực Đông Nam, không xem những người đòi liên bang hóa là khủng bố và ly khai, mà tổ chức đối thoại, và đây sẽ là tiêu chí chính để đánh giá chính quyền mới tại Kiev và bản thân ông Poroshenko. Trong khi đó cùng ngày, chính phủ Ukraine đã cáo buộc Nga gửi các phần tử khủng bố qua biên giới, sau khi lính biên phòng Ukraine đụng độ với các phần tử vũ trang tại miền đông nước này vào lúc nửa đêm. Liên quan đến tình hình an ninh tại miền đông Ukraine, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, sau một ngày không kích và giao tranh ác liệt, các lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát sân bay chính ở thành phố Donetsk, miền đông nước này. Trong khi đó, Sở Chỉ huy Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết, số người chết trong cuộc giao tranh giữa lực lượng đòi liên bang hóa với lực lượng vũ trang Ukraine tại Donetsk đã lên tới 50 người. Máy bay chiến đấu vẫn tiếp tục quần thảo trên thành phố, trong khi người dân được cảnh báo nên rời khỏi thành phố trong vòng 3 giờ đồng hồ vì quân đội chính phủ sắp mở cuộc tấn công quy mô lớn.